Vườn lê có tên tiếng Việt là vườn cây ăn quả sắc vàng ở thành phố Ansong thuộc tỉnh Gyeonggi, hiện là một trong những điểm check-in hút khách bậc nhất tại Hàn Quốc. Cách thủ đô Seoul khoảng 2 giờ đồng hồ di chuyển, chúng ta có thể lựa chọn xe buýt công cộng hoặc taxi để có thể đến với vườn lê. Đây cũng là vườn lê đầu tiên mở cửa đón khách tham quan và trải nghiệm hái lê. 위로 배를 잡고 위로 이렇게 들어 올리세요. 그럼 툭 하고 떨어져요. Wow, mọi người ơi, hôm nay thì tôi đến với cái vườn lê này và được chị chủ ở đây hướng dẫn cách để mà có thể hái được một quả lê rất là đơn giản, đúng không ạ? Thì mình chỉ cần có thể là đẩy quả lê lên thôi và đã hái được cái quả lê to như thế này rồi. Mỗi cái quả lê này thì nó sẽ rơi vào khoảng là hơn 1 cân. Đó. Lê ở đây quả to, mọng nước, mỗi quả nặng khoảng 900g đến 1,6kg. Đặc biệt, cây lê trồng ở Hàn Quốc khá thấp, tán lá rộng, đan xòe vào nhau, tạo khung cảnh hết sức thơ mộng và đẹp như cổ tích. 저희 농원에 오셔서 본인들이 직접 배를 따셔서 올라가셔서 포장까지 하셔서 가져가시는 거예요. 그래서 맛도 좋고 비용도 저렴해서 많이들 좋아하세요. 비용이 1kg에 4,800원이에요. 맛도 아주 좋고 또 본인들이 직접 따시니까 뭐 맛도 좋고 비용도 싸고 해서 되게 많이 좋아하세요. Những quả lê chín mọng sau khi hái xong sẽ được bấm cuống, đóng vào thùng cắt tông và vận chuyển về làm quà cũng rất dễ dàng và thuận tiện. Đây thực sự là một hoạt động thú vị để trải nghiệm khi đến với đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.